Sáng nay, huyện Kim Sơn tổ chức tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho 125 cán bộ công chức viên chức bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã trên địa bàn. Các học viên được truyền đạt các tiện ích và ứng dụng của VNEID trong thực hiện thủ tục hành chính, ứng dụng chữ ký số công cộng cá nhân miễn phí khi thực hiện dịch vụ công, hướng dẫn ứng dụng khai thác kho dữ liệu điện tử, khai thác mã QR trong hoạt động thủ tục hành chính, đồng thời trao đổi chia sẻ một số nội dung vướng mắc trong hai nhóm thủ tục hành chính dịch vụ công liên thông, đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ mai táng phí, trợ cấp mai táng. Một số nội dung vướng mắc trong lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội, tư pháp. Thông qua tập huấn, các học viên được nhận thức đúng và đầy đủ về chuyển đổi số, có thêm kỹ năng tuyên truyền, hiểu được các việc phải làm khi tiến hành xây dựng chiến lược và thực hiện chuyển đổi số. Từ đó, tích cực tuyên truyền hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng công nghệ số, thương mại điện tử, dịch vụ công trực tuyến, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội trên địa bàn.